Là đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý thính giả và các bạn. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Xí Mần và Đảng bộ quân sự tỉnh họp ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội Sở khoa học công nghệ và Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản năm 2015. Những thông tin thất thiệt về gạo giả Trung Quốc có trên thị trường Việt Nam. Tiếp đó là bài hoạt động tín dụng bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình, trước hết là bản tin thời sự. Thưa quý thính giả và các bạn, Ngày 21 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Chuông Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức duyệt sự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quân sự tỉnh Hà Giang trình đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy quân sự tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Kiểm điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 với những kết quả đạt được trong công tác tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020. Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu lên chủ đề của đại hội là trung thành, đoàn kết, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Dự thảo đã đề ra 18 mục tiêu chủ yếu, hai khâu đột phá và chương trình trọng tâm, đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy cơ bản thống nhất về kết cấu, bố cục của dự thảo báo cáo chính trị nhiều ý kiến đã góp ý sửa đổi một số câu từ cho phù hợp. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng Đảng Bộ Quân sự tỉnh cần phải đánh giá thêm và sâu hơn về công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, công tác xây dựng đảng và công tác đối ngoại. Trong khâu đột phá và chương trình trọng tâm, cần tách ra làm hai mục nội dung cho rõ ràng, cụ thể hơn, đồng thời cần xem xét lại một số chỉ tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị cho hợp lý. Phát biểu kết luận buổi duyệt, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho đại hội của Đảng ủy quân sự tỉnh Tuy nhiên đồng chí cho rằng Đảng ủy quân sự tỉnh chỉ cần chuẩn bị một báo cáo đầy đủ, không cần thiết phải có báo cáo tóm tắt vì báo cáo đầy đủ trình đại hội đã đảm bảo về thời lượng. Bên cạnh đó trong cấu trúc của báo cáo cần có sự điều chỉnh cho đầy đủ hợp lý hơn, đồng thời cần bổ sung thành tố lãnh đạo của Đảng vào chủ đề của đại hội, tiếp tục điều chỉnh lại hệ thống bảng biểu cho có sự thống nhất. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh yêu cầu. Hôm nay phát biểu với Đảng ủy quân sự tỉnh, chúng tôi quan tâm đến cái thế trận cái thế trận toàn diện chứ không phải chỉ nói xây dựng khu vực phòng thủ chỉ có công trình này kia mà chúng tôi quan tâm nhất chính lại là cái thế trận lòng dân hệ thống chính trị Đấy, 5 năm, năm tới phải đặt ở một cái vị trí cao hơn thì tôi xin báo cáo các đồng chí là thường vụ rất là quan tâm đối với cái báo cáo chính trị của đảng ủy quân sự tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp thu tối đa tiếp thu tối đa trên tinh thần lại thảo luận thêm đúng không hả? thảo luận thêm để chúng ta tham mưu để tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới. Bí thư tỉnh ủy Trợ Tài vinh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị đảm bảo chính xác, khái quát được những nét cơ bản trong lĩnh vực an ninh quốc phòng nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới để qua đó có phần vào đảm bảo đại hội được diễn ra theo đúng thời gian quy định. Huyện Xín Mần cần xác định rõ các yếu tố đột phá, các chỉ tiêu đưa ra phải sát với tình hình thực tế mục tiêu phát triển phải bền vững, xây dựng hệ thống chính trị cho toàn diện hơn, nhiệm vụ giải pháp phải đồng bộ, tập trung vào các giải pháp làm xoay chuyển được tình hình kinh tế xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư là những ý kiến đóng góp của đồng chí Triệu Tài Vinh, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy trong buổi duyệt dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ huyện Xín Mần quá 17, nhiệm kỳ 2015-2020 của ban thường vụ tỉnh ủy chiều ngày 21 tháng 5 dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ huyện Xín Mần khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Về phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người dân. Giá trị sản phẩm trên một hecta đất trồng cây hàng năm ước đạt 39 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được chú trọng. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 5 năm là Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt trên 3.000 tỷ đồng. Văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển, quy mô trường lớp học, chất lượng giáo dục được nâng lên, mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng của huyện Xín Mần tuy khá nhưng chưa bền vững, cơ cấu trong các ngành kinh tế chuyển dịch chưa mạnh, sự nghiệp giáo dục đào tạo vẫn còn có những khó khăn, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành còn hạn chế. Đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 lấy chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ đoàn kết đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khai thác tiềm năng thế mạnh, phát huy nguồn lực, xây dựng huyện mẩn phát triển bền vững trên cơ sở các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ huyện Xín Mần khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 của các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Xín Mần trong 5 năm qua và cho rằng báo cáo chính trị tóm tắt so với bản chính thời lượng tương đối hợp lý. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm số liệu để khẳng định những thành tựu của huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phải quan tâm thêm đến các yếu tố đột phá. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Về chủ đề đại hội phải đủ 4 thành tố chính. 4 thành tố chính. Tài liệu gửi các đồng chí rồi, văn phòng cấp ủy nghiên cứu lại thành tố lãnh đạo, thành tố đoàn thể. Đúng không? Các cả những cái gì đó thì công đồng chí phải tìm đưa lại cho nó xúc tích hơn. Thứ hai là việc tiếp thu ý kiến ngày hôm nay các đồng chí về phải thảo luận tập thể ban thường vụ quyết định tiếp cách tính toán mà vấn đề các đồng chí đang nêu đấy, vấn đề là thu thuế và phí, vấn đề thu ngân sách trên địa bàn, đúng không ạ? thì cách tính toán thì đề nghị các đồng chí tính toán thêm. về cái phần đánh giá về công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng đảng là các đồng chí phải đi vào thực chất hơn, thời lượng nhiều hơn. Bí thư tỉnh ủy triệu Tài Vinh cũng đề nghị huyện xín mần cần bám sát vào định hướng chung của tỉnh để xây dựng mục tiêu phát triển tập trung quy hoạch có cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất định hướng sản xuất trụi giá trị sản phẩm theo tiêu chuẩn việt gáp tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch cần quan tâm đến lĩnh vực dân tộc tôn giáo vấn đề giáo dục truyền thống giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc chỉ tiêu gia đình văn hóa thôn văn hóa tỷ lệ lao động qua đào tạo tương đối thấp nên cần phải quan tâm hơn có giải pháp cụ thể quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả khôi phục phát triển làng nghề nông thôn, các chỉ tiêu đưa ra phải sát với tình hình thực tế, chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xác định các mục tiêu phát triển bền vững. Sáng ngày 22 tháng 5, Ban tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của tỉnh đã tổ chức họp bàn công tác triển khai tổ chức cuộc thi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp bàn. Cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức chính thức diễn ra từ ngày 10 tháng 11 năm 2014 đến ngày 25 tháng 4 năm 2015. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được trên 55.000 bài dự thi. Nội dung bài dự thi gồm 9 câu hỏi về hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chấm theo thang điểm 100. Thời gian chấm được triển khai từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2015. Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các bài dự thi đã đáp ứng được yêu cầu trình bày công phu, sáng tạo, sinh động, có nhiều tranh ảnh và tư liệu minh họa. Tại cuộc họp bàn, ban tổ chức đã công bố quyết định về đáp án cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định ban hành quy chế chấm bài dự thi, quyết định thành lập ban giám khảo, tổ thư ký giúp việc ban giám khảo cuộc thi. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh Cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cuộc thi có số lượng bài dự thi lớn. Do vậy, yêu cầu thành viên ban giám khảo, tổ thư ký giúp việc được phân công nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, công tâm để chọn ra những tác phẩm có chất lượng tốt để tổ chức trao giải và tham dự cuộc thi tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp Trung ương. Với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Ngày 21 tháng 5, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 16 chi bộ trực thuộc với 203 đảng viên. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ sở đã hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 8 đã đề ra trong đó sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 37 đảng viên mới, xét cử 18 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 57 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, học tập về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 103 đồng chí, chuyên viên chính 60 đồng chí. Hàng năm có trên 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định, phần đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu như sản lượng lương thực có hạt đạt 42 vạn tấn, giá trị sản xuất trên hectare đất canh tác 50 triệu đồng, tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp đạt 30%, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 23%. Về công tác xây dựng đảng, phần đấu hàng năm 100% các tri bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% cán bộ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đại hội đại tín nhiệm bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ khóa 9, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 10 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ngày 21 tháng 5, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đại hội lần thứ 9 để tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ qua, Đảng Bộ Sở Khoa học và Công nghệ luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, giữ vững được sự đoàn kết nhất trí cao và đổi mới phong cách lề lối làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 41 đảng viên ở 4 tri bộ trực thuộc đều phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong việc xây dựng các chương trình hành động phù hợp thực tế. Trong 5 năm, Đảng Bộ Sở Khoa học Công nghệ đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học và công nghệ nổi bật như chủ đề Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế bền vững xã hội tỉnh Hà Giang, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, hội nghị hợp tác khoa học 6 tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tham mưu cho tỉnh lựa chọn 97 đề tài dự án khoa học công nghệ để nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Chủ đề của Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học Công nghệ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 là đoàn kết đổi mới trí tuệ hiệu quả nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng để thu hút các nguồn lực nghiên cứu phát triển, đổi mới khoa học công nghệ theo hướng gia tăng tỷ trọng hàm lượng công nghệ trong giá trị các sản phẩm chủ yếu của tỉnh. Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu ra 7 đồng chí trong ban chấp hành, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư ủy ban kiểm tra đảng khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Vừa qua tại chùa Nậm Dầu, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tổ chức đại lễ Phật đản năm 2015. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng với gần 1.000 tăng ni Phật tử đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đại lễ Phật đản là dịp lễ để tăng ni Phật tử ôn lại lịch sử, tưởng nhớ sự ra đời, khai sáng và viên tịch của Đức Phật. Tại buổi lễ, các tăng ni Phật tử đã được nghe diễn văn Phật đản và thông điệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua đó mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài tu học, nỗ lực trong tu tập pháp hành, thực hiện lời dạy của Đức Phật theo con đường từ bi, xóa bỏ cực đoan, đoàn kết hòa hợp vì Phật sự chung, vì lễ của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh có được cuộc sống an lành, hạnh phúc đồng thời kêu gọi tăng ni Phật tử hãy nhất tâm cầu nguyện và chia sẻ với các nạn nhân và nhân dân Nepal do thảm họa của trận động đất tại khu vực Kathmandu vừa qua. Đó chính là hành động thiết thực trong từ ngành giáo lý từ bi và hóa thân trong hạnh nguyện cứu khổ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, tiền thân của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày 20 tháng 5, đoàn công tác của Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh do trưởng Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Minh Tung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Quản Bạ về giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2012-2015. Về kết quả thực hiện chương trình 135 tại huyện Quản Bạ giai đoạn 2012-2015, tổng số công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện là 41 công trình. Tính đến năm 2015, đã đầu tư xây dựng được 24 công trình hạ tầng giáo dục, hai công trình nhà văn hóa. Về kết quả thực hiện các nội dung hỗ trợ, tổng kết hoạch giao 4 năm là gần 45 tỷ đồng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy chính quyền huyện Quản Bạ trong thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2012-2015. Đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp chặt chẽ với các xã, thôn được thụ hưởng chương trình 135 làm tốt công tác quản lý giám sát để các công trình được đầu tư có trọng tâm trọng điểm và phát huy hiệu quả cao. Vừa qua tại huyện Đồng Văn, công ty địa lực Hà Giang đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, tham gia diễn tập có lãnh đạo công ty địa lực Hà Giang và địa lực 11 huyện thành phố đơn vị đưa ra tình huống giả định là dị biến hậu quả do thiên tai xảy ra đối với công trình điện tại khu vực trung tâm huyện Đồng Văn. Do mưa to kéo dài, nước chảy nhiều, kéo theo đất đá từ trên cao dồn xuống khu vực thấp, trong đó chợ trung tâm Đồng Văn là điểm thấp có khối lượng đất đá bồi đắp nhiều nên không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. Nếu không khắc phục kịp thời, sẽ gây mất an toàn về điện cho con người, hư hại đến thiết bị và vi phạm quy định của pháp luật trước tình hình trên điện lực đồng văn đã bám sát tình huống giả định đề ra khẩn trương triển khai phương án xử lý tại chỗ xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên huy động phương tiện vật tư bố trí lực lượng phù hợp của đơn vị tập trung giải quyết sự cố một cách nhanh chóng an toàn kịp thời khắc phục hậu quả do bão gây ra các tình huống sự cố đã được giải quyết kịp thời và cấp điện trở lại phục vụ nhân dân Cuộc diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 do công ty Điện lực Hà Giang tổ chức tại huyện Đồng Văn đã đạt mục đích yêu cầu đặt ra. Những kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập này sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị cho phù hợp, sát với thực tế để công tác phòng chống, khắc phục và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 của công ty Điện lực Hà Giang đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò chức năng là tổ chức chính trị xã hội tập hợp và làm nòng cốt trong các phong trào, Hội Nông dân tỉnh đã và đang tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên chủ động tham gia thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhiều mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất được phát triển, góp phần nâng cao đời sống của nông dân. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã vận động hội viên đóng góp xây dựng nông thôn mới với trên 35.000 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó có gần 5.000 hộ đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu đồng thời tuyên truyền các hộ khá giàu giúp đỡ cho hơn 30.000 lượt hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Chủ động chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng và duy trì hiệu quả gần 1.200 tổ hòa giải, hơn 870 tổ an ninh nhân dân và trên 500 tổ tự quản. Với những mục tiêu kế hoạch của năm 2015 đã đề ra, Hội nông dân tỉnh sẽ tiếp tục tham gia hiệu quả vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng việc bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các chỉ tiêu phong trào nông dân gắn với nội dung của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, tuyên truyền, vận động nhân dân phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đăng ký trong năm 2015 ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần phối hợp với công ty trách nhiệm hạn Gia Long tổ chức khai trương của hàng quảng bá du lịch và bán các mặt hàng truyền thống của huyện Xín Mần tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Tại buổi lễ khai trương, Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần và công ty trách nhiệm hạn Gia Long đã giới thiệu 24 sản phẩm hàng hóa đặc trưng của huyện như gạo Già Rui, miến rong Gia Long, gạo nếp Quảng Nguyên, chè San Tuyết, chè chế là, mật ong Nàn Xỉn. Đây là những sản phẩm sạch có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giúp cho người tiêu dùng có cơ hội sử dụng sản phẩm nguyên chất đảm bảo cho sức khỏe. Với việc khai trương quầy hàng quảng bá du lịch và bán các mặt hàng truyền thống đã có phần vào thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần đề ra. Đồng thời, qua các sản phẩm đặc trưng của huyện sẽ giới thiệu xanh lam thắng cảnh, hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần đến với công chúng. Thưa quý thính giả và các bạn, Thông tin gạo giả làm từ nhựa của Trung Quốc đang tràn ngập châu Á khiến người dân lo sợ đặt câu hỏi, liệu loại gạo này đã xuất hiện ở Việt Nam? Những ngày gần đây, trên mạng xã hội và báo Malaysia đưa thông tin gạo giả làm từ nhựa độc hại của Trung Quốc được làm từ khoai tây, khoai lang với nhựa tổng hợp ép thành dạng hạt gạo, được cho là đã có mặt tại những vùng nông thôn ở châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và gần đây là Singapore. Hiện tại Malaysia đã tiến hành lấy mẫu điều tra đối với các loại gạo nhập khẩu vào nước này để xác minh thông tin. Phía Singapore cũng cho biết chưa nhận được bất kỳ một báo cáo nào về gạo nhựa. Thông tin về gạo nhựa tràn vào Việt Nam một lần nữa lại khiến người dân hoang mang. Liên quan về việc này, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác minh và sẽ công bố thông tin, biện pháp xử lý nghiêm minh nếu phát hiện trường hợp bất thường về gạo đang tiêu thụ trên thị trường. Thông tin gạo giả Trung Quốc có mặt tại Việt Nam hiện nay vẫn chỉ là tin đồn, chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cục cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước thông tin gạo giả làm bằng nhựa và đề nghị trong quá trình kinh doanh, tiêu dùng gạo, nếu người dân phát hiện những nghi ngờ bất thường cần thông báo ngay công an, quản lý thị trường chính quyền địa phương. Phía cục bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho rằng nước ta không nhập khẩu gạo từ phía Trung Quốc cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát các mặt hàng gạo, nhất là khu vực cửa khẩu. Được sự hỗ trợ 50% kinh phí từ nhà nước để khắc phục tình trạng thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa ảnh hưởng tới sinh hoạt từng ngày, các hộ dân tổ 7, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang tiến hành quyên góp tiền và công sức tu sửa mặt đường tuyến phố cao ba quát từ ngày 20 tháng 5, 22 hộ dân thuộc tổ 7 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang dọc theo tuyến phố Cao Bá Quát đã tiến hành đóng góp và tu sửa đường với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 50%. Dịp này bà con trong tổ sẽ tiến hành tu sửa lại 100 m mặt đường, giải nhựa và chỉnh trang lại hệ thống thoát nước. Do địa hình thấp, vì vậy khi mưa lớn, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tình trạng úng ngập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân khi con đường được sửa xong sẽ tạo ra sự thuận lợi cho người dân khi lưu thông, tránh tình trạng ngập úng trong mùa mưa lũ, giảm những tác động xấu từ việc ô nhiễm môi trường đối với sinh hoạt hàng ngày. Với sự đồng lòng hưởng ứng, đóng góp sức người, sức của vào việc tu sửa đường, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã cho thấy hiệu quả khi thực hiện phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong vụ xuân năm 2015, được sự hỗ trợ của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Viện Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, phối hợp với trạm khuyến nông huyện Yên Minh tổ chức cho các hộ dân xã Hữu Vinh huyện Yên Minh trồng khảo nghiệm 20 hecta giống lúa chất lượng cao DS3. Giống lúa này có đặc điểm thân lá cứng, màu xanh đậm, có khả năng chống chịu sâu bệnh khá và chịu rét. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh hại. Lúa đang trong giai đoạn chỗ, tỷ lệ chỗ đều và 100% thoát cổ bông, năng suất dự kiến từ 6 đến 6,5 tấn 1 hecta. Mới đây qua kiểm tra đánh giá của Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông cho thấy, đây là giống lúa phù hợp với điều kiện thời tiết cũng như thổ nhưỡng trên địa bàn huyện Yên Minh, có triển vọng phát triển và nhân rộng trên địa bàn các huyện vùng cao. Tuy nhiên, để tiếp tục đánh giá tính hiệu quả của giống lúa này, cần tiếp tục theo dõi và khảo nghiệm thêm trong vụ xuân năm tiếp theo để có cơ sở đưa vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh. Là người rất chịu khó học hỏi và sưu tầm các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Năm 2015 này, ông Nguyễn Văn Trức ở thôn Bản Tàn, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên tiếp tục trồng mới hơn 1.000 cây trùng ngây, một loại cây trồng hết sức mới mẻ đối với bà con nông dân Hà Giang. Qua tham khảo trên mạng Internet, gia đình ông Trức đã mua khoảng 1 kg giống cây trùng ngây từ tỉnh Đắk Lắc về ươm trồng. Đến nay, sau 2 tháng, cây đã cao chừng 50cm và phát triển tốt. Qua tìm hiểu, cây trồng ngây có khả năng chữa nhiều bệnh như tiểu đường bệnh còi xương thiếu máu một số bệnh về gan bệnh tim mạch co giật hạ huyết áp chống oxy hóa lá trồng ngây được ưa chuộng và sử dụng rất nhiều trong sản xuất và làm thực phẩm ăn uống hàng ngày giá trị dinh dưỡng của cây trồng ngây rất lớn nên người già và trẻ em người có thể trạng yếu cũng thường sử dụng loại sau này giúp phục hồi cơ thể rất nhanh nhưng tuyệt đối không nên sử dụng trùng ngây cho phụ nữ mang thai Hy vọng trong một vài tháng nữa, cây trồng ngây của gia đình ông Nguyễn Văn Chức ở thôn Bản Tàn, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên sẽ phù hợp với điều kiện đất đai và phát triển tốt, trở thành một loại cây trồng mới tại địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình đang được phát sóng trên tần số 100 và 103,2 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn của nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng, trong 4 tháng đầu năm 2014, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều khởi sắc ở hầu hết các lĩnh vực. Các ngân hàng thương mại đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự về những vấn đề trên, mời quý thính giả cùng nghe. Chúng tôi có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Huy tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên và công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử và phát triển công nghệ Gia Hoàng có địa chỉ tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang. Đây là hai doanh nghiệp đã nhiều lần được tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng thương mại để đầu tư kinh doanh. Từ bước đầu kinh doanh có hiệu quả, hai đơn vị đã tiếp tục vay vốn để mở rộng sản xuất. Thông qua đó không chỉ góp phần cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và có những bước tăng trưởng khá, tạo việc làm ổn định cho trên 50 người lao động cùng mức thu nhập trên 6 triệu đồng một người một tháng. Đồng thời, thông qua đó người dân trên địa bàn của tỉnh còn được thụ hưởng những sản phẩm có chất lượng và uy tín trên thị trường. Khi được hỏi về ý nghĩa của nguồn vốn được vay, anh Phạm Kiên Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Huy nói: Việt Tiên Minh đã giúp đỡ bên công ty Gia Huy xây dựng cái trang trại với quy mô là 1.200 con heo lái và 2.400 con heo thịt. Trong quá trình sản xuất thì bây giờ lại là đã thu lại những cái kết quả ban đầu và rất thuận lợi. Công nhân ở trang trại thì mọi người đến đây làm thì chủ yếu là công nhân địa phương. Lương của công nhân là từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu trên một tháng. Cũng như các đơn vị được vay vốn khác, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử và phát triển công nghệ Gia Hoàng thực sự phát triển khi có sự hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Dung, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử và phát triển công nghệ Gia Hoàng cho biết thêm với cái nguồn vốn tự có của bên công ty ạ, với thứ hai là được cái sự giúp đỡ của ngân hàng Tiên Banh Hà Giang ấy, thì bên em cũng đã cũng hỗ trợ được rất là nhiều và thứ hai là thêm vào đấy là có cái phần mà tạo cái gọi là cái cái động lực, với thứ hai là cái cái vốn để bọn em có thể là kinh doanh ngày càng mở rộng hơn trên thị trường Hà Giang và bên cạnh đấy thì có thể là tạo công an việc làm cho người lao động Hà Giang rất là nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Huy và công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử và Phát triển Công nghệ Gia Hoàng chỉ là hai trong tổng số hàng nghìn khách hàng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cá nhân đã được tiếp cận vốn vay của ngân hàng thương mại trên địa bàn của tỉnh để tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Nhận rõ những khó khăn của doanh nghiệp cũng như khó khăn của hệ thống ngân hàng, trong thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ta đã tập trung vào đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực trọng tâm như bán lẻ, đầu tư xây dựng nhà ở, mở rộng sản xuất, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ tín dụng, chủ động tìm đến khách hàng để giải ngân nguồn vốn. Bên cạnh đó, công tác mở mới các gói sản phẩm cũng đã giúp cho hoạt động kinh doanh của hệ thống tín dụng tiếp tục phát triển ổn định. Chỉ đơn cử như tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang, trong 5 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của đơn vị là gần 1.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ thị phần doanh nghiệp chiếm trên 50% khách hàng trên địa bàn. Ngoài ra, số khách hàng mở tiền gửi, tiền vay của đơn vị hiện nay đã lên đến con số trên 20.000 khách hàng. Khi được hỏi về các giải pháp để huy động nguồn vốn, ông Vũ Quang Lâm, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang cho biết. Đối với đầu tư các lĩnh vực cho doanh nghiệp, thì chúng tôi tiếp tục tổ chức thực hiện các cái gói sản phẩm tín dụng một cách tốt nhất đến các đến với các doanh nghiệp và À, truyền thông một cách tốt nhất về các cái các cái thủ tục, các cái hình thức cho vay rồi các cái sản phẩm cho vay đến với doanh nghiệp để để họ hiểu và biết được và để họ tiếp cận với ngân hàng một cách tốt nhất. Theo tổng hợp của ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Giang, hoạt động tín dụng 4 tháng đầu năm trên địa bàn tiếp tục có những bước tăng trưởng khá. Cùng với hoạt động kinh doanh, các đơn vị đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đó các ngân hàng đã dành phần lớn nguồn vốn để ưu tiên cho kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đề cập về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thịnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Giang nói. Năm 2015 chúng tôi xác định là năm là tháo gỡ cho các cái hoạt động tín dụng để tín dụng đi vào các cái mục tiêu chính mà nền kinh tế đòi hỏi. 4 tháng năm 2015 thì có những cái tiến triển rất tốt so với lại cùng kỳ năm 2014 thì nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng tăng trưởng khá hiện tại 4 tháng đã tăng được là 534 tỷ là nguồn vốn và dư nợ thì cũng tăng được 450 tỷ so với cùng kỳ năm 2014 thì các chỉ tiêu này đều cao hơn cũng theo đại diện ngân hàng nhà nước hiện nay nguồn vốn lưu động trong các ngân hàng thương mại còn rất lớn Do vậy, cùng với việc lập những dự án khả thi thì các khách hàng là doanh nghiệp cá nhân cũng cần tăng cường trao đổi, tiếp cận ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi định hướng kinh doanh, minh bạch hóa tài chính cũng là những nội dung cần được quan tâm. Bản tin dự báo thời tiết. Cuối chương trình là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 22 ngày 23 tháng 5 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn: nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 90%. Khu vực di tích quốc gia dụng bậc Thang và vùng núi đất phía tây: nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ độ ẩm trung bình 90%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 90%. Quý thính giả và các bạn thân mến, chương trình của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà ra hôm nay tới đây xin được khép lại. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thế Biên biên soạn cùng các phát thanh viên Thu Hiền Thúy Nội và kỹ thuật viên Bích Huệ thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị